Chào mừng tất cả quý vị đang quay trở lại với Giải Mã Lịch Sử. Quý vị thân mến, sau cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng chống lại ách đô hộ của nhà Hán, hơn 200 năm sau, vào thế kỷ thứ hai, có một người phụ nữ không chịu cam tâm cúi đầu làm nô lệ cho phương Bắc mà đã chỉ huy nghĩa quân đánh đuổi giặc Ngô. Người phụ nữ anh hùng ấy đó là bà Triệu Thị Trinh, hay sử ta thường gọi là bà Triệu. Vậy nữ anh hùng Triệu Thị Trinh của chúng ta đã đối đầu với tôn quyền của Đông Ngô vào thời Tam Quốc diễn nghĩa như thế nào? Hãy cùng với Giải Mã Lịch Sử chúng ta đi tìm hiểu ngay trong đoạn video sau đây. Giai thoại bà Triệu đối đầu với tôn quyền của Đông Ngô thời Tam Quốc diễn nghĩa. Nữ tướng yêu kiều như nhụy hoa. Triệu Thị Trinh còn có những tên gọi khác như Triệu Trinh Nương, Nàng Trinh hoặc Bà Triệu. Sinh ngày 2 tháng 10 năm 226 Bính Ngọ tại vùng núi Nưa thuộc đất Trung Sơn, quận Cửu Chân, nay thuộc huyện Triều Sơn, tỉnh Thanh Hóa, trong một gia đình hào trưởng. Quê hương của bà Triệu cũng chính là quê hương của hai anh em Khương Công Phủ và Khương Công Phục, những người đã có công khai mạch đại khoa nho học cho Thanh Hóa nói riêng và cả nước nói chung. Họ đã dốc trí học tập rồi thi đỗ tiến sĩ dưới thời nhà Đường Đức Tông năm 779, năm 805. Bà Triệu mất năm 248, lúc 22 tuổi. Đến nay, chuyện bà Triệu từ thế kỷ thứ hai vẫn còn hàn đầm trong tâm thức mỗi người Việt Nam với lòng ngưỡng mộ và tự hào. Bà được bao phong làm bột chính anh liệt, hùng tài trinh nhất phu nhân qua nhiều thời đại. Đền thờ của bà Triệu nằm trên đùi núi Tùng thuộc thôn Phú Điền, nay thuộc xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, là di tích lịch sử quan trọng của quốc gia, như một bằng chứng về niềm tự hào và tôn vinh người phụ nữ liệt oanh của dân tộc Việt Nam. Bấy giờ nước ta nội thuộc nhà Ngô. Khi bà Triều bước vào tuổi thanh xuân, thì cuộc hỗn chiến Tam Quốc, Ngô Thục và Ngụy cũng đang hồi quyết liệt nhất. Lúc ấy, nhà Ngô đang tìm mọi cách vơ vét sức người và sức của, khiến mâu thuẫn xã hội càng trở nên gay gắt, lòng dân càng thêm căm phẫn. Trung tâm phong trào đấu tranh chống nhà Hán cũng chuyển dịch dần ra Cửu Chân. Từ đất quê hương của mình, năm 248, Triều Quốc Đạt, anh trai của Triệu Thị Trinh, đã đứng lên tập hợp lực lượng khởi nghĩa. Triệu Quốc Đạt không muốn em gái mới 19 tuổi của mình tham gia, bèn khuyên em gái ở nhà lấy chồng. Bà Triều cứng cỏi đáp: "Em muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp ngọn sóng dữ, chém cá kình ở biển Đông, chứ không chịu khom lưng làm tỳ thiếp của người." Câu trả lời ấy đã thể hiện một khí phách anh hùng, một nhân cách ngạo nghễ hiếm có ở một người con gái. Triệu Thị Trinh đã cùng anh tập hợp nghĩa quân trên núi Nưa, kéo quân đánh hãm thành ấp, khiến châu quận rối động. Quan quân đô hộ nhiều lần tìm cách đánh dẹp nhưng không dẹp nổi. Đúng lúc nghĩa quân đang hừng hực khí thế thì Triệu Quốc Đạt bất ngờ qua đời. Không để quân sĩ mất tinh thần, Triệu Thị Trinh thay anh tiếp tục ngồi trên đầu của voi chỉ huy nghĩa quân. Từ đó bà được quân tôn gọi là vua. Hình ảnh của vua bà Triệu là nhụy kiều tướng quân, mặc áo ngắn giáp vàng, chít khăn vàng, đi giày mũi cong, dũng mãnh cưỡi voi, một ngà phất cờ vàng chỉ huy quân sĩ chiến đấu đã trở thành một nỗi kinh hoàng của giặc. Quân bà Triều đi đến đâu cũng được dân chúng hưởng ứng, khiến quân thù phải khiếp sợ. Phụ nữ quanh vùng thúc giục chồng con ra quân theo bà vương đánh giặc. Để chia rẽ nghĩa quân, giặc đã dùng xảo quyệt phong cho bà Triều đến chức lệ hải bà vương. Song bà không một chút sao động. Để mua chuộc bà Triệu, giặc bí mật sai tay chân thân tín tới gặp bà, hứa sẽ cung cấp cho bà thật nhiều tiền bạc, song bà cũng chẳng chút tơ hào. Sau hơn nửa năm trời trực tiếp đối địch, và cũng là hơn nửa năm trời liên tiếp chịu nhiều thất bại đau đớn, hễ nghe tới việc phải đi đánh áp bà Triệu là binh lính giặc phải lo lắng đến bạt vía kinh hồn. Bởi vậy đương thời mới có câu thơ rằng: "Hoành qua đường hổ gì, đối diện bà vương nan." Nghĩa là vung gươm đánh cọp xem còn dễ, đối mặt bà vương mới khó sao.
sống làm tướng, chết làm thần. Vùng huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa lưu truyền một truyền thuyết dân gian nói về núi đá biết nói khá độc đáo. Theo đó, thì vào một đêm thanh vắng nọ, trên triền núi đá của núi Tùng ở Phú Điền bỗng có tiếng dõng dạc cất lên rằng: có bà triều tướng vâng mệnh trời ta, trị voi một ngà, dựng cờ mở nước, lệnh truyền sau trước, theo gót bà vương. Người người nghe thấy lời ấy, ai cũng tin chắc rằng trên núi Tùng biết nói. Lời của đá núi được coi là lời sấm ngôn, lời thiêng liêng truyền tải của mệnh trời rằng bà triều là thiên tướng giáng trần, là người sẽ ra tay chỉ huy trăm họ vùng dậy cứu dân cứu nước. Bởi niềm tin sâu sắc ấy, nhân dân khắp nơi đã nườm nượp kéo nhau theo bà. Lực lượng nghĩa quân của bà triều vì thế mà phát triển rất nhanh chóng. Núi Tùng từ đó trở thành nơi tù nghĩa. Mãi đến sau này thiên hạ mới vỡ lẽ ra rằng trước khi chính thức phát động cuộc khởi nghĩa, bà triều đã bí mật sai một người thân tín leo lên núi Tùng, khoét đá thành hang, rồi nhân đêm tối nấp kín trong hang đá mà đọc thật to mấy câu sấm ngôn nói trên. Tất nhiên, cơ mưu tạo ra các sự kiện đầy vẻ huyền bí, dù hoàn hảo và đầy sức thuyết phục đến đâu cũng không thể thay đổi cho quá trình xây dựng uy tín tự thân và hoàn toàn có thật của bà triều. Nhân dân khắp cõi đương thời đến với bà triều trước hết và chủ yếu cũng bởi uy tín tự thân và hoàn toàn có thật này của bà. Ca dao Thanh Hóa có câu rằng: dù con ngủ cho lành, để mẹ gánh nước rửa bành con voi. Muốn coi lên núi mà coi, coi bà triều tướng cưỡi voi đánh cổng. Túi gấm cho lẫn túi hồng, têm trầu cánh kiến cho chồng gia quân. Tương truyền, trước khi qua đời, bà từng quỳ xuống vái trời đất rằng: sinh vi tướng, tử vi thần, sống làm tướng, chết làm thần. Đại Nam Nhất Thống Chí, Thanh Hóa tỉnh, Tập Hạ. Sau khi bà mất, dân vùng Bồ Điền, Phú Điền vẫn nghe trên không trung có tiếng cổng thúc quân, voi gầm, ngựa hí. Bà còn phù hộ cho nhiều thủ lĩnh sau này đánh tan quân xâm lược đất nước. Có người sau này lên làm ngôi vua, như Lý Bôn đã xây đền, lăng mộ để ghi nhớ công ơn của bà. Huyền thoại về tuổi trẻ của triều nữ vương có 3 điểm nổi bật. Một, về dung nhan của bà. Trong nhiều thư tịch cổ Trung Quốc thì bà triều có một chân dung rất khác thường, tiếng nói nghe như tiếng chuông lớn, thân cao 9 thước, vú dài 3 thước, lưng rộng 10 ôm, mỗi ngày đi nhanh có thể đếm được 500 dòng. Đại Nam Nhất Thống Chí, Thanh Hóa tỉnh, Tập Hạ. Huyền thoại ly kỳ về bà triều có lẽ cũng nằm trong xu hướng phản ánh tận cùng căn nguyên chứng tỏ sự bất lực hoàn toàn của chính quyền phương Bắc trước sức mạnh phản kháng quyết liệt của người phụ nữ cầm đầu. Trái với ghi chép của thư tịch cổ, chân dung của bà triều trong tình cảm nồng hậu của các thế hệ nhân dân ta thể hiện qua truyền thuyết dân gian. Theo đó, bà triều có vẻ đẹp rất thánh thiện mà cũng thật đoan trang, rất thùy mị với mọi người nhưng cũng rất dũng mãnh với kẻ thù. Hình ảnh đó xứng đáng với vinh hiệu Nhụy Kiều tướng quân do Quân Ngô phong. Ở thế kỷ thứ 14, sách Việt Điền U Linh chép về bà triều với nhiều chi tiết linh dị của một nữ thần. Sách Thiên Nam Minh Giám, một bộ sử bằng văn vần ở thế kỷ thứ 17, cũng kể về bà với hình ảnh lẫm liệt, đầu voi phất ngọn cờ vàng, giang sơn mấy cõi, chiến trường sông pha. Thậm chí, sử sách văn thơ của Trung Quốc cũng ghi lại câu chuyện và hình ảnh ngồi trên đầu voi rất đẹp của người con gái đất Việt. Sách Giao Chỉ ghi chép: trong núi ở quận Cửu Chân có một người con gái, họ Triều, vú dài 3 thước, không lấy chồng, họp đảng đánh chiếm các quận huyện, thường mặc áo ngắn màu vàng, chân đi giày mũi cong, ngồi đầu voi mà chiến đấu, sau chết làm thần. Thơ đường có câu: tường đầu man nữ mấn triển thân, cô gái man ngồi trên đầu voi, váy quấn quanh thân. Nổi tiếng can đảm và mưu trí hơn người. Truyền thuyết dân gian kể lại rằng vùng Cẩm Trướng hồi đó có con voi trắng
một ngà rất hung dữ, thỉnh thoảng lại về phá hoại mùa màng, ai ai cũng phải sợ. Để trừ mối họa cho dân, bà Triều đã dụ chúng bạn đi vây bắt con voi trắng một ngà ấy. Bà lùa voi xuống vùng đầm lầy, rồi dũng cảm nhảy lên đầu voi, sau đó kiên nhẫn tìm cách khuất phục. Con voi trắng một ngà khét tiếng hung dữ, rốt cuộc cũng đã phải ngoan ngoãn vâng lời. Về sau đó đã trở thành người bạn chiến đấu rất thân cận và trung thành của bà. Ba, nổi tiếng thẳng thắn và không bao giờ dung tha kẻ xấu. Truyền thuyết dân gian về bà Triều ở vùng Thanh Hóa kể rằng, chị dâu của bà Triều, vợ của Triều Quốc Đạt, là một người phụ nữ rất lang loạn. Cũng có truyền thuyết nói rằng, chính chị dâu của bà Triều là kẻ phản bội đầu tiên đã mật báo cho quân Ngô biết các kế hoạch chuẩn bị khởi nghĩa của hai anh em Triệu Quốc Đạt và Triệu Thị Trinh. Triệu Quốc Đạt bị giết, còn Triệu Thị Trinh thì thoát được. Trước khi đến Phú Điền, Triệu Thị Trinh đã giết chết chị dâu để cảnh cáo tất cả những kẻ nào nuôi lòng phản trắc, rồi ra riêng tại rừng Bồ Điền. Khu rừng này về sau đổi thành rừng Phú Điền, nay thuộc làng Phú Điền, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Bởi lẽ này, nhiều người lầm tưởng đây là sinh quán của bà Triệu. Đó là chưa nói rằng, ở huyện Ninh Hóa, tức là Yên Hóa, nay là huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, do có đền thờ bà Triệu nên thư tịch cổ cũng có nhầm tưởng đây là quê hương của bà. Đây cũng chính là nơi bà Triệu đã tụ tập nghĩa quân và phát động cuộc chiến đấu, một mất một còn với chính quyền đô hộ nhà Ngô. Tên tuổi và sự nghiệp của bà Triệu đã trở nên bất diệt với Vạn Cổ Thử Giang Sơn. Muôn đời sông núi này, chữ của Trần Quang Khải trong bài Cảm Khái, ông viết sau trận thắng quân Nguyên Mông xâm lược nước ta lần thứ hai năm 1285 và mãi mãi tỏa sáng trong sử sách cũng như trong ký ức của các thế hệ người nhân dân Việt Nam yêu nước. Tùng Sơn nắng quyển mây trời, dấu chân bà Triều rạng ngời sự xanh. Quý vị thân mến, với những chiến công vang dội và tuổi trẻ huyền thoại của bà Triều, nghìn năm hậu thế vẫn còn ngưỡng phục. Có thể thấy được rằng bà Triều là người làm nên một phần lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam chúng ta. Video của chúng tôi đến đây tạm hết. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu quý vị thấy video của chúng tôi hay thì đừng tiếc một like và share để ủng hộ kênh. Xin cảm ơn, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.